Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay hãy cùng mình thưởng thức món thịt gà luộc chấm Coca-Cola nhé. Dừa chấm coca vị rất là đặc biệt.
Mình sẽ chấm thử một ít với tiết. Tiết là chanh, ớt và cạch. Oh.